Ở đây bùng lên 100 này. Không mà nó là như thế được chưa? Mình đi nhiều là mình biết nhiều. Rất là quý. Đi nhiều biết gạt biết cái sinh nhiều. Đấy, thế nào hôm nay ông Ánh đang giảng đạo. Quả tây như nào? Chưa ạ. Quả ta nó như nào? Đấy. Mà quả tây nó to hay là bé? 10 cây nó khác biệt. Đấy. Quả ta thì nó chỉ là đồ nhà thôi. Đấy. Tây đúng không? Ta hơn đúng không? Là như cái gì to người ta đặt là tây, khoai tây. Đi tây, dưa tây, dưa tây đúng không? Điên. Không gian đang bảo này xong rồi nó đi Nhật mà nó chưa hiểu được chưa? Ta bây giờ Ánh ơi, thằng Thuần này, Thuần đã đi hiểu. Mình cũng tham gia, mình cũng biết rồi. Có đi chưa? Chưa. Chưa. Đấy. Đấy là phải hiểu biết thì mới đi đâu thì nó còn là công tác chuẩn bị thì nó sẽ là đang là gọi là cố vấn. Không phải cố vấn nhưng mà tôi cũng học nửa tháng thì ít đâu. Không, nhất phong tục tập quán, hai là cách chào hỏi thôi. Thế gại 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 nhạt tí như thế nào? Chị dạ dao hơn là gì? nhưng mà thế nhận mà không biết Maria Ozawa là không được. Đấy. Phải quay về đúng không? Thế mẹ cuộc giải của mình đi đâu? Thật làm sao mà trở về được nhỉ? Lúc là tranh thủ nó bắt mình lúc. Đúng rồi. Lúc mày cứ nói đi. Mày đang quay. Tao đang cầm điện thoại thôi, có gì đâu mà. Mấy cái đó đi, thoải mái đi. À đưa chúng mày cứ tự nhiên đi. Như nhà tao vậy. Thôi được rồi. Đức, đi đâu đấy? Sao mà trở về được nhỉ? Thế nhỉ? Ơ, điên à? Lại có người trở về à? Tao chở mày về nhà nghỉ, đúng không? Được. Đúng không? Quan hệ nhưng mà thằng Đức thì không được. Được ạ. Một là bây giờ đi về nhà nghỉ, hai là phải đi chơi. Một là về nhà nghỉ, hai là đi chơi, vậy thôi. Không đi đâu. Hả? Tớ đi chỗ nó khó nói, hỏi. Rồi sao mà nói được? Mô. Thế làm sao? Mô. 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 Khách nhỏ.